phòng trừ nhiều bệnh như sưng rễ trên bắp cải, héo xanh trên cà chua, phấn trắng trên dâu tây, thối rễ trên súp lơ. Đối với bắp cải, khuyến cáo phun 3 lần. Lần 1 sau khi chuẩn bị đất xong hoặc sau khi ra cây. Lần 2 15 đến 20 ngày sau khi ra cây. Lần 3 40 đến 45 ngày sau khi ra cây. Biobab 50 DKB, tiêu diệt héo xanh, tan tành sưng rễ. Kính chào bà con nông dân và các bạn, rất vui được gặp lại bà con và các bạn trong chương trình tư vấn nông nghiệp với chủ đề giải pháp sinh học cho rau hoa vụ Tết năm 2018. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền Lâm Đồng phối hợp với công ty Arista Life Science Việt Nam thực hiện. Thưa bà con nông dân và các bạn, Lâm Đồng là địa phương có nhiều tiềm năng lợi thế về nguồn tài nguyên đất đai, nguồn nước, nguồn nhân lực và điều kiện khí hậu rất là phù hợp để cho chúng ta phát triển nền sản xuất nông nghiệp và đặc biệt là những nông sản có lợi thế cạnh tranh của địa phương như là rau hoa. Và vào thời điểm hiện nay, với việc áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp thì Lâm Đồng đang dần trở thành địa phương sản xuất chuyên canh rau hoa lớn nhất trong cả nước. Và thời điểm này thì bà con nông dân trong địa phương cũng đang xuống giống chuẩn bị cho rau hoa vụ Tết năm 2018. Và bên cạnh những điều kiện thuận lợi như chúng tôi vừa nêu thì với tình hình thời tiết diễn biến thất thường như hiện nay cũng đang gây rất là nhiều khó khăn trong việc chăm sóc rau hoa, quản lý tình hình sâu bệnh hại. Bên cạnh đó thì rất nhiều bà con nông dân cũng thắc mắc băn khoăn về việc lựa chọn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sao cho hiệu quả, giúp quản lý dịch hại một cách tối ưu và giúp tăng năng suất sản lượng cây trồng, đảm bảo cho một vụ mùa bội thu, đáp ứng cho nhu cầu thị trường Tết. Và với lý do đó thì chương trình tư vấn nông nghiệp ngày hôm nay với chủ đề giải pháp sinh học cho rau hoa vụ Tết năm 2018, chúng tôi sẽ dành thời gian cùng với các nhà khoa học, các nhà chuyên môn sẽ giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, những thắc mắc của bà con xoay quanh nội dung này. Bây giờ mời bà con nông dân và các bạn cùng làm quen với các vị khách mời tham gia chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Lại Thế Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng. Xin trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Huỳnh Nguyên Thi, Giám đốc Phát triển Thị trường Công ty Arista Life Science Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu ông Mai Văn Khẩn, Chủ nhiệm Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Tân Tiến. Vâng, trước hết thì xin được thay mặt chương trình, xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian đến tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Thưa bà con nông dân và các bạn, trước khi đến với những câu hỏi mà bà con nông dân gửi về cho chương trình cũng như phần tư vấn trực tiếp của các vị diễn giả trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời bà con nông dân và các vị khách mời cùng theo dõi một phóng sự về tình hình quản lý sâu bệnh hại trên rau hoa của bà con nông dân địa phương ngay sau đây. Sưng rễ là loại bệnh xuất hiện khá phổ biến ở vùng trồng bắp cải của Lâm Đồng. Bệnh do nấm Plasmodiophora brassicae gây ra, lan truyền qua đất, nước tưới hay dụng cụ làm ruộng, mang từ ruộng này sang ruộng khác. Bệnh gây hại trên bộ rễ của cây gồm rễ chính và rễ bên. Bộ phận rễ bị biến dạng, sưng phồng lên, có các kích cỡ khác nhau tùy thuộc vào thời kỳ và mức độ nhiễm bệnh. Riêng về cây sú này là có hiện tượng bị sưng cổ rễ. Cái này nó nghẹt một cái là nó không bị từ lúc nhỏ mà nó bị từ lúc coi như từ 2 tuần đổ ra tới 5 tuần. Riêng cái bệnh này gây thiệt hại rất lớn cho bà con nông dân. Cái bệnh sưng củ rễ này là khi em đi thăm vườn á, nếu mà trời nó nắng lên thì cây nó héo, nếu mà nó bị sưng củ rễ là em chỉ nhổ bỏ thôi chứ đâu có thu hoạch được đâu. Biopac 50WB là thuốc trừ bệnh sinh học có thành phần là vi khuẩn Bacillus subtilis 14 × 10^9 CFO trên G, dòng Y 1336, có công dụng tiết ra kháng sinh trừ nấm và vi khuẩn có hại, gia tăng mật số Bacillus chiếm lĩnh không gian và môi trường sống của vi khuẩn có hại, tăng miễn dịch cho cây, tăng năng suất cây trồng. Biobac là sản phẩm hoàn toàn sinh học có thời gian cách ly rất ngắn, 4 giờ sau phun, rất phù hợp với chương trình rau sạch IPM. Biobac Y1336 còn giúp đất tơi xốp, cây khỏe, rễ phát triển mạnh, năng suất cao. Khi tôi bắt đầu làm đất để chuẩn bị xuống cây, được anh em Arista xuống thăm vườn và tư vấn cho tôi như cái mảnh lớn mà anh em đưa cho tôi, thì tôi đã sử dụng, là thực sự ra là thấy rất hiệu quả. Từ đám dưới của tôi là đến hôm nay là 7 tuần, thì tôi thấy coi như hiện tại chưa có một cây, mà trong khi đó đất của tôi là nguyên thủy tôi dòng, là nó có bệnh sưng cổ rễ.
Trước đây thì em trồng mấy đám nó bị sưng củ rễ, là cứ nhổ lên là cái rễ nó đóng cục nè, cái thuốc bio bắt nè, sưng củ rễ nè, rồi em về em bơm thử. Tới đây là được tháng rưỡi rồi mà em thấy cây nó lên tốt, nó không có bị cũ, không bị sưng rễ nữa. Biobac đã được đăng ký phòng trừ nhiều bệnh như sưng rễ trên bắp cải, héo xanh trên cà chua, phấn trắng trên dâu tây, thối rễ trên súp lơ. Đối với bắp cải, khuyến cáo phun 3 lần. Lần 1 sau khi chuẩn bị đất xong hoặc sau khi ra cây. Lần 2 15 đến 20 ngày sau khi ra cây. Lần 3 40 đến 45 ngày sau khi ra cây. Biobac 50 VKB tiêu diệt héo xanh, tan tành sưng rễ. Bà con nông dân và các bạn thân mến, như phóng sự vừa rồi đã phản ánh thì thời gian qua do mưa nhiều nên một số diện tích cải bắp đã bị nhiễm bệnh. Trong khi đó thì một số bà con nông dân lại chưa nhận biết rõ từng loại bệnh nên đã rất là tốn kém trong việc phòng trị mà hiệu quả lại không cao. Chính vì vậy mà việc quản lý dịch hại trên cây cải bắp, cây rau hiện nay thì được bà con nông dân vùng chuyên canh rất là quan tâm. Vâng, trước hết thì chúng tôi xin được đặt câu hỏi với thạc sĩ Lại Thế Hưng. Xin được hỏi thạc sĩ là trong giai đoạn hiện nay thì người trồng rau nói chung chúng ta cần nên quan tâm những vấn đề như thế nào, và cụ thể đối với cây cải bắp thì có những vấn đề nào mà nông dân cần lưu ý để có thể chăm sóc tốt cũng như là quản lý dịch hại hiệu quả đối với cái loại cây trồng này ạ? Xin chào bà con và các bạn xem đài. Đây, chúng ta biết thì sản xuất rau của Lâm Đồng là một trong những cái thế mạnh. Thì trong đó chúng ta đang xây dựng cái thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành, và cây rau là một trong ba cái sản phẩm nông sản mà có cái thương hiệu và chúng ta vươn tầm không những chỉ ở trong nước mà cho cái xuất khẩu. Thì hiện nay chúng ta đang bước vào vụ đông xuân, tình hình thời tiết thì như vậy, chúng ta thấy là sau cái cơn bão 12 thì cái sản xuất nông nghiệp của chúng ta cũng đã có những cái ảnh hưởng bị thiệt hại. Dự báo trong thời gian sắp tới thì cũng có thể có một vài cơn bão nữa, vài cơn áp thấp. Thì như vậy chúng ta thấy là cái biến đổi khí hậu thì nó cũng làm cho cái sản xuất nông nghiệp của Lâm Đồng là cũng có những cái sự khác biệt. Thời điểm hiện nay thì mặc dù thời tiết có giảm về cái nhiệt độ nó xuống thấp, nó phù hợp cho các cái loại cây rau họ thập tự. Tuy nhiên là vấn đề dịch hại thì chúng ta cũng thấy là trong phóng sự cũng nổi lên là chúng ta cần quan tâm đến một số cái dịch hại đối với cây họ thập tự và cây cải bắp. Thì chúng ta quan tâm nhất là cái bệnh sưng rễ. Thì cái bệnh này là rất là khó trị vì nó lây nhiễm từ trong nguồn nước rồi trong đất, và nó tồn dư rất là lâu, có thể là 7-8 năm. Và như vậy khi mà chúng ta trồng cây họ tự xuống thì nó sẽ phát sinh cái động bào tử và nó gây hại ngay trong từ vườn ươm. Như vậy vấn đề quản lý từ cây giống cho đến sản xuất đặt ra vấn đề cho chúng ta cần phải quan tâm cái đối tượng dịch hại này. Bên cạnh đó là một số các cái bệnh khác thì chúng ta cũng cần quan tâm, như là bệnh thối nhũn, rồi bệnh đốm lá vi khuẩn, một số các cái bệnh khác như là bệnh sưng lở cổ rễ, rồi vào diễn biến thời tiết khi qua cái điều kiện mùa khô thì chúng ta cần quan tâm đến sâu tơ, là một cái đối tượng khá là phổ biến. Mặc dù ở Lâm Đồng chúng ta có hai cái vùng sinh thái trồng cây họ tự là cái vùng Đà Lạt, thì cái đã có cái ong ký sinh DS là có hiệu quả rất rõ, nhưng những cái vùng phía dưới như là vùng Đơn Dương Đức Trọng thì chúng ta cũng cần phải quan tâm đối tượng sâu tơ và sâu xanh, một số các cái loại như bọ nhảy để mà chúng ta quản lý trong một thời điểm mùa khô. Thì đây là cái mùa mà các cái côn trùng nó có thể gây hại mạnh hơn, và các cái dịch hại như bệnh sưng rễ cũng có thể là có xu hướng giảm. Tuy nhiên nếu mà đất đã nhiễm thì cái việc mà quản lý cái bệnh sưng rễ này luôn luôn là đặt ra vấn đề đầu tiên cho những người trồng cây họ tự ở Lâm Đồng. Dạ vâng, xin được cảm ơn thạc sĩ Lại Thế Hưng. Vâng, thưa ông, như vậy thì với cây hoa cúc cũng là một trong những cái loại cây hoa chủ lực và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân, thì cũng đang là được bà con nông dân xuống giống chuẩn bị cho cái vụ Tết này, thì không biết là thạc sĩ có những cái lưu ý gì chia sẻ với bà con về cái việc quản lý dịch hại cũng như chăm sóc hoa cúc sao cho hiệu quả trong thời điểm hiện nay ạ? Hiện nay hoa cúc của Lâm Đồng chúng ta trồng vào khoảng trên 1.000 hecta. Mỗi một thời điểm thì như vậy là cái vụ xuống giống Tết này thì bà con nông dân là xuống giống rất là nhiều. Hiện nay thì chúng tôi cũng đã phát hiện và cũng đã có cái khuyến cáo với bà con. Thứ nhất là cái bệnh mà đốm héo do cái virus mà gây hại thì do nguyên nhân từ cái con bọ trĩ
nó sẽ chích thuốc từ cái cây con trong những cái vườn ươm mà có thể lây lan rất là mạnh. Và chúng ta cũng đã thấy là những cái dịch hại này làm cho cái hoa, một số cái hoa cúc dễ nhiễm như là cúc đoá, rồi AT, rồi một số loại kim cương. Tức là như vậy nó bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng, mà có một số diện tích chúng ta đã phải nhổ từ hồi tháng 6, tháng 7. Đến nay thì cũng đã tương đối là khắc phục được. Tuy nhiên là cái bệnh này thì cái virus, cái bọ trĩ này chúng ta cũng cần phải quan tâm, bởi vì cái thời điểm này bắt đầu qua cái mùa khô rồi, thì cái đối tượng côn trùng chích thuốc vẫn là cái đối tượng chúng ta cần phải quan tâm trước hết, là đối với bọ trĩ và một số rầy rẹp gây hại trên cái vườn hoa cúc. Thứ hai nữa là cái đối tượng bệnh thì hiện nay có rất nhiều loại bệnh trên hoa cúc, như là bệnh đốm nâu, bệnh đốm đen, rồi bệnh đốm vòng. Ngoài ra thì cái bệnh héo vàng thì là một cái bệnh do Fusarium rất là khó khăn trong vấn đề quản lý. Nếu mà chúng ta trồng liên tục mà không có luân canh sang các cây họ khác mà thì cái bệnh đốm vàng do cái Fusarium rất là quan trọng. Ngoài ra thì cái bệnh thường xuyên là cái bệnh rầy sắt, thì là những cái bệnh có thể gây hại là thường xuyên trong những cái vườn hoa cúc. Còn một loại bệnh nữa là cái bệnh phấn trắng trên hoa cúc thì cũng là những cái bệnh quan trọng. Trong canh tác nông nghiệp công nghệ cao thì chúng ta áp dụng đồng bộ các cái giải pháp thì chúng ta có thể hạn chế được từ cái khâu sản xuất giống cho đến khâu áp dụng các cái tiến bộ kỹ thuật trong cái xử lý đất cho đến cái khâu mà canh tác. Tuy nhiên là trong cái sản xuất nông nghiệp của chúng ta hiện nay đối với hoa cúc thì không phải là chúng ta áp dụng nông nghiệp công nghệ cao đồng bộ, mà nó có thể là chúng ta quản lý không chặt cái côn trùng chích thuốc thì cũng có thể làm cho cái bệnh đốm héo do virus gây hại. Trong cái sản xuất bình thường thì chúng ta cũng đã gặp rất nhiều cái đợt mà do cái bệnh đốm vàng, héo vàng. Thì đây là một cái bệnh mà chúng tôi nghĩ là chúng ta cần hết sức quan tâm trong cái giai đoạn xuống giống, vì các cái giải pháp mà xử lý đất ở trong cái giai đoạn này hết sức quan trọng. Nó giúp cho cả một cái vụ chúng ta trồng hoa cúc thì có thể là nó đỡ bị cái ảnh hưởng của các cái bệnh hại, làm cho cái việc gia tăng cái áp lực sử dụng thuốc và quản lý đôi khi là không có hiệu quả. Vì vậy chúng tôi cũng nghĩ là bà con nông dân trồng hoa cúc trong cái giai đoạn hiện nay thì chú trọng cái khâu xử lý đất, cái khâu mà bón lót trong thời điểm này rất là hết sức quan trọng để bảo đảm rằng cái điều kiện tốt nhất cho cây hoa cúc chúng ta phát triển, và những cái điều kiện áp dụng công nghệ cao đồng bộ thì giúp cho cái sản xuất hoa cúc của chúng ta thì nó đạt được những cái sản phẩm đạt cái tiêu chuẩn, đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường. Dạ vâng, xin được cảm ơn Thạc sĩ Lại Thế Hưng. Thưa bà con nông dân và các bạn, như Thạc sĩ Lại Thế Hưng vừa chia sẻ thì bên cạnh việc bà con nông dân chúng ta kết hợp những cái biện pháp chăm sóc và quản lý dịch hại tổng hợp thì bà con cũng nên thăm đồng thường xuyên để chúng ta có thể kịp thời phát hiện và phòng trừ các loại sâu bệnh hại một cách kịp thời và hiệu quả. Và trong phóng sự vừa rồi mà chúng tôi vừa chuyển đến bà con và các bạn thì chúng ta cũng đã nhận thấy hiệu quả của sản phẩm Biobac trên một số đối tượng rau hoa. Và cái sản phẩm này Biobac thì có chứa hoạt chất sinh học. Như vậy thì sản phẩm này có những ưu điểm gì và bà con nông dân cần lưu ý những gì khi sử dụng sản phẩm Biobac? Chúng tôi xin mời Thạc sĩ Huỳnh Nguyên Thi, Giám đốc Phát triển Thị trường Công ty Arista Life Science Việt Nam sẽ chia sẻ cùng bà con nông dân ạ. Xin kính chào bà con. Thì như nãy giờ bà con đã biết đó, cái vấn đề hiện nay đó là cây rau hoa vụ Tết thì đang chuẩn bị bắt đầu. Những cái nấm bệnh tồn lưu trong đất, các giải pháp để làm sao mà giải quyết được tất cả các vấn đề thì như anh Hưng đã trình bày. Vấn đề sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì cũng là một trong những giải pháp cuối cùng trong một cái biện pháp tổng hợp. Thì đối với chúng tôi đó, thì trong ngày hôm nay, cái chủ đề hôm nay là giải pháp sinh học, thì chúng tôi sẽ cố gắng trình bày những vấn đề về sinh học. Việc sản xuất rau của nông sản sạch, an toàn, và làm thế nào để hạn chế được dịch hại một cách tốt nhất, và làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng được những sản phẩm sinh học và những cái công dụng nó như thế nào, thì trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ trình bày kỹ. Riêng đối với vấn đề và nãy giờ chúng ta đã nghe và chúng ta đã xem cái phóng sự đó, thì có cái vấn đề về sưng rễ cũng như là những cái nấm bệnh héo vàng trên cây hoa cúc thì nguyên nhân từ đâu, thì chúng tôi nói như thế này. Thứ nhất là đối với cái sưng rễ bắp cải thì nó do một cái nấm, mà cái nấm này như anh Hưng nãy trình bày là nó tồn lưu trong đất có thể 7-8 năm. Cái thứ hai, cái héo vàng cũng vậy, cái héo vàng nó do cái Fusarium, thì những nấm này là cái nấm nó tồn lưu trong đất. Tuy nhiên về cái giải pháp thì đôi lúc bà con mình có thể nhầm lẫn là chúng ta có thể mình chúng ta xử lý như một số cái thuốc bảo vệ thực vật chúng ta phun ở trên, thì như vậy hoàn toàn nó không hiệu quả. Thì trong ngày hôm nay chúng tôi có một cái giải pháp, thì đó là cái sản phẩm Biobac 50WB
và có cái hoạt chất là Bacillus subtilis Y1336. Thì đối với sản phẩm này, đây là một sản phẩm hoàn toàn sinh học và nó có cái dòng của nó là dòng Y1336. Thì trong rất nhiều dòng mà chúng tôi, công ty sản xuất người ta chọn lọc thì cái dòng Y1336 là cái dòng tốt nhất. Thì như vậy nó có những công dụng gì? Thì chúng tôi xin thưa như thế này. Thứ nhất, đây là dòng trừ nấm và vi khuẩn trong đất tốt nhất hiện nay của công ty. Trong đó, những nấm nào? Thứ nhất là Fusarium, như bà con mình biết. Cái thứ hai, Phytophthora, hoặc là cái nấm gây sưng rễ. Cái nó gây ra những cái bệnh như là héo xanh trên cà chua, hoặc là cái héo vàng trên cây hô cúc, cũng như là sưng rễ trên bắp cải. Thì khi mà chúng tôi khuyến cáo khi xử lý, thì tốt nhất chúng ta phải phun vào trong đất. Thì đối với con nấm này, khi phun vào trong đất, thì ngay lập tức nó sẽ phát huy được cái gì? Thứ nhất là nó nhân mật số. Nó nhân mật số rất nhanh. Trong vòng 20 đến 40 phút nó nhân một vòng đời. Và nó nhân trong vòng 12 tới 14 giờ. Nhân liên tục như vậy. Cái thứ hai là trong cái bản thân của nó, nó có một cái chất kháng sinh là Iturin. Thì khi ngoài việc nhân mật số, thì nó lại tiết ra kháng sinh để nó tiêu diệt những con nấm vi khuẩn có hại nằm trong đất. Bên cạnh đó, khi chúng ta xử lý vào đất, thì nó lại giúp cho cái cải tạo được cái đất của chúng ta. Ha, thì như vậy là ngoài cái việc tiêu diệt nấm vi khuẩn thì nó còn cải tạo đất. Thì như hôm vừa rồi chúng tôi có ngoài đài truyền hình thì có một câu hỏi đặt ra là như vậy khi chúng tôi xử lý 3 lần, 4 lần, 5 lần thì đất chúng tôi có bị chai hay không? Thực ra khi xử lý càng nhiều trong đất thì cái đất nó càng tốt, càng xốp, bộ rễ phát triển càng mạnh. Thì đó là cái công dụng của cái biobag này. Thì chúng tôi cũng muốn trình bày kỹ để cho bà con nắm và sử dụng làm sao cho hiệu quả. Dạ vâng, xin được cảm ơn Thạc sĩ Huỳnh Nguyên Thi. Thưa bà con nông dân và các bạn, thì chúng tôi cũng xin giới thiệu thêm đến bà con về nhãn hàng Arista Life Science Việt Nam. Đây là một trong những thành viên của tập đoàn Arista Life Science, chuyên sản xuất và cung ứng dinh dưỡng cho cây trồng và thuốc bảo vệ thực vật chất lượng cao cùng các giải pháp đáng tin cậy cho người nông dân. Và ngoài sản phẩm Biobag rất là phù hợp trong chăm sóc quản lý dịch hại, đặc biệt là cho cây hoa cúc và cây cải bắp như chúng ta đã vừa tìm hiểu, thì công ty cũng có rất là nhiều sản phẩm khác phù hợp cho các loại đối tượng cây trồng khác nhau. Và chúng tôi tiếp tục mời bà con nông dân cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây. Với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng thuận lợi, Lâm Đồng là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Bà con nông dân đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác, đặc biệt với hệ thống nhà kính nhà lưới giúp cây trồng cách ly được với môi trường bên ngoài. Tuy nhiên, cây trồng trong nhà kính không hẳn là không có nấm bệnh hại. Và đây chính là nỗi băn khoăn của nông dân. Chính vì thế, những chế phẩm sinh học là điều rất cần thiết được áp dụng lúc này. Sau khi sử dụng Titanic với lại Biobag á, thì như Biobag là mình cho vào trong giá thể thì có được cái bệnh héo xanh trên cây cà chua sẽ hạn chế hơn. Còn đối với Titanic á, khi mà mình phun qua thì tỷ lệ đậu trái đều trên cây cà chua, trái sẽ ra đều hơn, với lại là lá sẽ xanh hơn, lá dày, lúc đó thì tỷ lệ bệnh sẽ giảm đi, cây có khả năng kháng bệnh tốt hơn. Với những ưu điểm vượt trội được minh chứng trong thực tế, các chế phẩm sinh học của Arista, đặc biệt là Biobag và Titanic, giúp cứng cây, giữ dàn lá chân, tăng tỷ lệ đậu trái, đồng đều trái, tăng sức đề kháng cho cây và chống các bệnh héo xanh cà chua, héo cây con, v.v. Đối với cái sản phẩm Biobag thì đây là một cái dòng hoàn toàn sinh học. Thành phần chính của nó là con vi khuẩn sống Bacillus subtilis. Đây là một loại vi khuẩn có lợi và nó đối kháng với lại các loại nấm bệnh, đặc biệt là các loại nấm bệnh ở trong đất làm chết cây trồng, chẳng hạn như là do Fusarium, do Dioptonia, Bithium, và đặc biệt là nó còn ngừa được cái vi khuẩn, là cái bệnh vi khuẩn gây héo xanh. Còn đối với là cái sản phẩm Titanic, đây là một cái dòng sản phẩm mà kích thích sinh học, chứ nó không phải là kích thích sinh trưởng, tức là nó chỉ tác dụng của nó là kích thích quá trình tự nhiên của cây trồng, nó kích thích cái khả năng hấp thu dinh dưỡng của cây trồng. Khi nó phóng thích vào đất thì nó giúp cho rễ của cây trồng có khả năng tìm kiếm được các cái nguồn dinh dưỡng ở trong đất, tăng cái sức sống của hạt phấn, làm cho cái tỷ lệ thụ phấn nó cao hơn, thì lúc đó cái khả năng đậu trái nó tốt hơn. Sử dụng cái sản phẩm Titanic thì nó làm cho lá xanh và dày, thì nó dày lá thì nó tăng cường cái khả năng đề kháng với nấm bệnh rất là tốt, và khi cây trồng mà giữ được cái bộ lá thì cái khả năng quang hợp nó cũng tốt. Về với làng hoa Thái Phiên những ngày này, mọi người sẽ được thấy những loại hoa của Đà Lạt đua nhau khoe sắc. Có được điều này là một phần nhờ vào công chăm sóc tận tụy của người nông dân, và còn một điều quan trọng là nhờ những chế phẩm sinh học từ Arista mà có thể hạn chế tối đa bệnh chết cây con. Cái này thì anh đang thử nghiệm thử thì thấy nó hiệu quả, nó cũng tương đối. Cái sức đề kháng thì nói chung cái bộ rễ thì nó phát triển tương đối là tốt.
thì cái sức đề kháng nó cũng tốt theo thôi. Nói chung cái cây là nhờ bộ rễ thôi. Thì cái thằng này nó làm cho bộ rễ phát triển tương đối tốt. Để vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Lâm Đồng có thể phát triển bền vững, người nông dân cần phải nâng cao nhận thức canh tác theo hướng hữu cơ, vừa đem lại lợi ích kinh tế, vừa góp phần bảo vệ môi trường. Và việc lựa chọn sử dụng các loại chế phẩm sinh học hữu cơ còn góp phần rất lớn trong việc đem đến cho người tiêu dùng những sản phẩm sạch và an toàn. Vâng, chúng ta đã vừa theo dõi những cái giải pháp quản lý hiệu quả dịch hại trên một số đối tượng cây rau hoa của bà con nông dân vùng chuyên canh tại địa phương. Xin được tiếp tục đặt câu hỏi với thạc sĩ Huỳnh Nguyên Thi. Riêng về cái sản phẩm Titanic của công ty chúng ta thì xin thạc sĩ có thể chia sẻ thêm về thành phần của sản phẩm này là gì và liệu bà con nông dân có thể sử dụng phối trộn được hay không ạ? Xin chào bà con. Thì như chúng tôi trong cái chương trình này thì chúng tôi nói về sinh học là chính. Thì Titanic nó cũng là một sản phẩm, phải nói là đây là sản phẩm kích thích sinh học. Vì sao như vậy? Thứ nhất là vì sản phẩm này trong thành phần của nó chỉ là titanium. Thì titanium nó là một nguyên tố, khi phun vào trong cây thì nó lại kích hoạt các quá trình sinh lý trong sinh hóa trong cây diễn ra một cách tốt nhất, chứ nó không phải là kích thích sinh trưởng, không phải là phân bón lá, hả bà con ha. Thì như vậy khi phun cái titanium vào trong cây, chúng tôi nhắc lại, thứ nhất là nó kích thích, nó kích hoạt cái quá trình sinh lý sinh hóa trong cây làm sao để nó diễn ra một cách tốt nhất. Cái thứ hai là khi phun vào trong cây nó sẽ giúp cho cây tăng cường cái sức đề kháng. Cái thứ ba là nó sẽ dưỡng cho cái bộ lá, giúp cho cái quá trình quang hợp diễn ra tốt hơn, dưỡng cho cái bộ lá sáng, dưỡng cho bộ lá xanh, sáng, chắc, dày. Và cái vấn đề quan trọng là dưỡng cho cái dàn lá chân nó làm sao nó khỏe để nó chống được, kháng được sâu bệnh. Và cái vấn đề quan trọng đối với những cái sản phẩm, đối với những cây trồng mà có cho khả năng đậu trái á, thì đối với cái titanium này nó lại có một cái công dụng là giúp cho cái hạt phấn khỏe hơn, thụ phấn tốt hơn và tăng đậu trái và trái chín đồng đều hơn. Thì đó là một số công dụng của Titanic. Cái vấn đề cần lưu ý đối với sản phẩm này như thế nào? Thực ra đối với sản phẩm này nó có một cái lợi gì? Nó vì nó không phải là phân bón lá, trong thành phần nó không có đạm, thành thử là có thể bà con mình phối trộn với nhiều loại thuốc trừ sâu, trừ bệnh khác nhau để chúng ta có thể phun để mà nó tiết kiệm được cái công lao động của chúng ta. Hai bà con ha, chúng tôi nhắc lại nữa, cái này không phải là phân bón lá, thành thử cái khả năng sử dụng của nó rất là vô duyên. Bà con mình có thể trộn với thuốc trừ sâu hoặc là trừ bệnh chúng ta xử lý và nó giúp cho cây trồng của chúng ta tăng cường sức đề kháng và nó làm cho tăng cái năng suất, tăng đậu quả và tăng năng suất cây trồng của chúng ta. Rồi, xin cảm ơn câu hỏi của bà con. Dạ vâng, xin được cảm ơn thạc sĩ Huỳnh Nguyên Thi. Thưa bà con nông dân và các bạn, hiện nay canh tác nông nghiệp theo hướng hữu cơ bền vững để đảm bảo lợi ích kinh tế lâu dài cũng như là giúp tăng năng suất sản lượng của cây trồng là hướng đi rất là được khuyến khích và cũng được bà con nông dân rất là quan tâm. Tại Đà Lạt thì Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Tiến cũng là một trong những đơn vị đi tiên phong trong lĩnh vực này với việc áp dụng những mô hình sản xuất hiệu quả, sử dụng các sản phẩm có hoạt chất sinh học nhằm đảm bảo an toàn cho môi trường và người sử dụng. Như vậy thì cụ thể Hợp tác xã Tân Tiến đã có những cái giải pháp như thế nào trong sản xuất, cụ thể là chăm sóc và quản lý dịch hại trên cây trồng, thưa ông Mai Văn Khẩn? Vâng, xin kính chào quý bà con đang xem đài. Thì rau củ quả là một thế mạnh trong sản xuất của Hợp tác xã. Chính vì vậy, Hợp tác xã chúng tôi đã và đang áp dụng những cái quy trình sản xuất nông nghiệp tốt và đưa ra những cái giải pháp để canh tác, quản lý cái dịch hại, dịch bệnh trong cây trồng. Thì để chia sẻ những cái giải pháp trong sản xuất, thì chúng tôi có mấy cái giải pháp. Giải pháp thứ nhất là như vậy là sử dụng phân bón và biện pháp canh tác cùng cái thuốc bảo vệ thực vật mà làm theo cái hướng Việt Gáp, theo tiêu chuẩn Việt Gáp trên cây rau. Cho những cái từng cụ thể các loại rau củ quả mà đã được cụ thể và đảm bảo cái an toàn cho người lao động và cho người tiêu dùng. Vấn đề thứ hai là về vấn đề là dịch hại, thì theo phương châm của chúng tôi và hợp tác chúng tôi là đưa ra là phòng là chính. Tức là sử dụng các sản phẩm sinh học và các loại thuốc có trong danh mục và có cái thời gian mà cách ly ngắn nhất. Cái vấn đề thứ ba là cái vấn đề là xây dựng cái chuỗi sản xuất khép kín, tức là từ cái khâu sản xuất
cho đến khâu tiêu thụ. Vấn đề thứ tư là cái vấn đề là áp dụng các tiến bộ về kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp như là hệ thống nhà kính và tưới nhỏ giọt và cái hệ thống điều khiển tự động. Chính những cái giải pháp như thế này đã làm cho tăng cái vấn đề sản lượng và cái hiệu quả kinh tế của sản phẩm của rau củ quả của hợp tác xã. Dạ vâng, thưa ông, như vậy thì việc sử dụng những cái sản phẩm của công ty Arista Life Science Việt Nam thì đã đem lại những cái hiệu quả cụ thể như thế nào trên các đối tượng rau hoa mà hợp tác xã chúng ta đang canh tác ạ? Quý bà con vừa nghe cái phóng sự lúc nãy là về sử dụng cái Biobac và cái Titanic, thì riêng về cái hệ thống nông hộ các thành viên trong sản xuất của hợp tác xã thì về cái sản phẩm Biobac, chúng tôi là bây giờ là mua về để phòng ngừa trong ba cái đối tượng chính là thứ nhất là cây ớt ngọt, cây dưa leo và cây cà chua. Thì khi chúng tôi làm là để đảm bảo được cái tính chất này, chúng tôi cho phòng ngừa hết ngay từ đầu trước khi trồng. Chúng tôi đã cho các thành viên trong hợp tác xã là phòng ngừa, thì sau một thời gian sinh trưởng cây phát triển thì không có một vấn đề gì ảnh hưởng xảy ra, tức là nó cũng đúng, nó có hiệu quả là không có một heo rũ, hoặc là bởi vì những cái bacillus và những cái con vi khuẩn sống của bên này nó đã vào, nó đã làm cho nó tiêu diệt những cái vi khuẩn mà có hại trong đất rồi. Thì tôi nghĩ là nó cũng đúng, khi mà nó đã làm tiêu diệt rồi thì như vậy là nó làm cho cây nó như vậy là cái bộ rễ nó phát triển mạnh ra rồi. Nó lại có cái vấn đề là nó làm cho phân hủy tất cả các loại phân hữu cơ, làm cho đất nó tơi xốp, thì càng đất tơi xốp thì đất nó có thể là cây có phát triển rất mạnh, mang lại cái sức sống cho cây, thì mang lại những cái vấn đề là không có bị bệnh tật cho cái cây. Thì qua cái phóng sự của cái cây cà chua và cái dưa leo thì nó đây là một cái hiệu quả vẫn đáng nhìn thấy. Đấy. Vấn đề mà là cái sản phẩm kích thích sinh trưởng sinh học của cây của cái Titanic thì sau một thời kỳ sinh trưởng thì đến trước khi ra hoa khoảng 5 đến 7 ngày, chúng tôi cho các thành viên là sử dụng cái Titanic thì có những cái bước rất đột phá về cái vấn đề. Thứ nhất là nó còn đúng, nó làm cho cái bông hoa của cây cà nó phát triển, nó nở rất đều. Thứ hai là như vậy là nó mang cái vấn đề là dày lá, quang hợp tốt, nó dày lá và nó làm cho cây nó khỏe mạnh. Thứ ba là nó ngộ đúng là nó làm cho cái vấn đề là tăng được cường cái vấn đề kháng bệnh cho cây trồng, cho cái cây cà chua. Thứ tư là nó mang lại cái sự đồng đều, trái nó ngọt, và hơn nữa là nó mang lại cái độ năng suất cao, tức là nó còn độ cái đuôi của cái trái cà nó rất dài mà đồng đều. Thì cái đấy cũng là một cái vấn đề mà chúng tôi nhìn nhận thấy trong các thành viên đang sử dụng các hai cái sản phẩm này, mà nó là sản phẩm bằng sinh học. Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của các vị khách mời. Thưa bà con nông dân và các bạn, qua hai số điện thoại đường dây nóng của chương trình đó là 02633 531 135 và 02633 531 404 thì tổ thư ký của chương trình đang nhận được nhiều ý kiến thắc mắc của bà con nông dân xoay quanh chủ đề là làm thế nào để có thể đầu tư chăm sóc và quản lý dịch hại trên các đối tượng rau hoa trong giai đoạn hiện nay, và các vị diễn giả của chương trình sẽ trả lời tư vấn cụ thể cho bà con ngay sau ít phút quảng cáo. Biobac đã được đăng ký phòng trừ nhiều bệnh như sân rễ trên bắp cải, héo xanh trên cà chua, phấn trắng trên dâu tây, thối rễ trên súp lơ. Đối với bắp cải, khuyến cáo phun 3 lần. Lần 1 sau khi chuẩn bị đất xong hoặc sau khi ra cây. Lần 2 15 đến 20 ngày sau khi ra cây. Lần 3 40 đến 45 ngày sau khi ra cây. Biobac 50 WB tiêu diệt héo xanh, tan tành sân rễ.
Bà con nông dân và các bạn thân mến, trước khi đến với phần tư vấn trực tiếp cho bà con nông dân, thì chúng tôi cũng xin được hỏi Thạc sĩ Lại Thế Hưng một vấn đề nữa. Đó là hiện nay trong sản xuất rau hoa thì ngoài sâu bệnh hại, có một đối tượng khá là quan trọng, đó là tuyến trùng. Khi cây nhiễm tuyến trùng gây hại thì có những cái biểu hiện khá chậm, làm cho nông dân khó phát hiện, như là một khi nhiễm rồi thì cây khó có thể thu hoạch được. Xin hỏi Thạc sĩ Lại Thế Hưng là làm thế nào để có thể nhận biết nhanh cái đối tượng này? Ví dụ là như trên cây hoa cúc và cây cà rốt. Và đồng thời thì xin Thạc sĩ Lại Thế Hưng có thể chia sẻ thêm về những cái biện pháp kỹ thuật để giúp phòng tránh cái loại dịch hại này. Đối tượng tuyến trùng thì gây hại rất nhiều cây trồng. Và chúng ta thấy từ Lâm Đồng của chúng ta thì đầu tiên là trên cây cà phê thì có là cái tuyến trùng làm cho cái tái canh của chúng ta là nó khó khăn. Nhưng mà Lâm Đồng chúng ta đã giải quyết được cái tuyến trùng trên cây cà phê. Thế là ngoài ra còn những trên cây rau hoa thì hầu như là những trên cây các cái loại cây trồng này đều có tuyến trùng là gây hại. Tùy theo cái mức độ nhiễm trên cái đất của chúng ta thì như vậy làm thế nào để chúng ta phát hiện nó? Thế như vậy nếu mà chúng ta quan sát ở phía trên thì có khi chúng ta dễ bị lẫn lộn giữa cái nguyên nhân là do bệnh hại. Bởi vì cái triệu chứng của những cái bệnh do tuyến trùng thì làm cho cây nó có xu thế là nó còi cọc, nó chậm phát triển, lá nó vàng và như vậy là cái năng suất là nó không đạt được so với cái mục tiêu sản xuất. Thế còn nếu mà chúng ta kiểm tra kỹ thì chúng ta sẽ bới cái rễ lên hoặc nhổ một cái cây nó có cái triệu chứng như vậy thì chúng ta xem xét cái bộ rễ. Cái tuyến trùng gây hại trên cây rau và cây cà rốt, chẳng hạn như cây hoa cúc và cây cà rốt thì chúng ta nhổ bộ rễ lên chúng ta thấy rất rõ. Nó tuyến trùng thì có hai cái loại, ba loại chính: tuyến trùng nội ký sinh di động và tuyến trùng ngoại ký sinh. Tuyến trùng gây u sưng, hay là chúng ta chỉ hình dung đơn giản thôi, tuyến trùng nó gây u sưng tức là nó sẽ tạo ra những cái u bướu ở trên đó. Và chúng ta nhổ rễ lên chúng ta thấy những cái u sưng này thì chúng ta chắc chắn nó là tuyến trùng. Thứ hai nữa là tuyến trùng nó làm cho cái rễ nó không phát triển được, nó nhỏ lại, nó teo lại. Và như vậy là những cái vết của tuyến trùng nó chích vào trong cái bộ rễ thì giúp cho cái nấm Fusarium nó gây hại rất là nhanh. Và như vậy đối với những cái vườn hoa cúc mà chúng tôi kiểm tra là nó bị Fusarium thì hầu hết là cái mật độ tuyến trùng trên những cái vườn này đều cao. Thì đấy là chúng ta thấy là cái triệu chứng cho tuyến trùng chúng ta có thể xem xét trên mặt và chúng ta có thể kiểm tra trong cái bộ rễ. Tuyến trùng gây hại bộ rễ là chủ yếu. Ngoài ra có một số loại tuyến trùng thì nó gây hại trên cái thân, nó làm cho các cái ngọn nó xoăn lại. Thì như vậy là đối với cái cây hoa cúc thì chúng ta nhận như thế. Còn đối với cây cà rốt thì chúng ta thấy tuyến trùng nó làm cho biến dạng củ cà rốt. Củ cà rốt của chúng ta có thể là nó sẽ chỉa ra rất là nhiều, nó đâm nó chỉa ra nhiều, hoặc là nó u sưng, nó u lên từng cái u một. Và như vậy những cái sản phẩm này thì chúng ta không bán được. Người mua thì người ta trả giá rất là thấp. Sau đó là những cái sản phẩm của tuyến trùng và gây hại cho tuyến trùng trên cà rốt cũng là một trong những cái nguyên nhân chính. Khi trồng cà rốt đối với Đà Lạt hay Đơn Dương Đức Trọng thì chúng ta đều đầu tiên chúng ta đều phải xử lý tuyến trùng thì chúng ta mới trồng cà rốt được. Đối với cây hoa cúc thì nếu mà chúng ta không luôn canh, chúng ta cứ trồng hoa cúc mãi thì như vậy cái nguyên nhân nó gây hại trên cái sự phát triển không đồng đều của hoa cúc thì là một trong những cái bệnh hại mà tôi cho rằng là nó cần phải quản lý. Ngoại trừ là chúng ta sử dụng trồng hoa trên giá thể như những cái doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao rồi những cái doanh nghiệp hiện nay đang áp dụng thì chúng ta hoặc là thủy canh thì nó không có tuyến trùng. Còn đối với những cái cây trồng mà chúng ta trồng trên trong đất thì đều là bị tuyến trùng bởi vì nó có sẵn trong đất. Dạ vâng, xin được cảm ơn Thạc sĩ Lại Thế Hưng. Xin được hỏi ông Huỳnh Nguyên Thi là về phía công ty Arista Lionside Việt Nam thì chúng ta có những cái giải pháp nào giúp bà con cũng như là những cái sản phẩm nào giúp phòng trừ cái loại dịch hại này ạ? Xin thưa bà con, thì như anh Hưng vừa trình bày, cái tuyến trùng bây giờ trên rau hoa nó rất là nhiều. Và thực sự là chúng tôi có đi thăm một vài vườn cà rốt cũng như hoa cúc ấy. Cái cà rốt ấy, chúng tôi đi thăm với chúng tôi khi mà một vài cây, chúng tôi phát hiện một vài cây tự nhiên nó phát triển bất bình thường. Ví dụ như nó nắng, nó héo. Thì như vậy khi chúng tôi nhổ lên thấy hình như cái bộ rễ nó sưng hết à. Thì cái vấn đề này á, như trình bày bà con, bây giờ tuyến trùng thì nó gây thứ nhất là gì? Làm cho cây nó coi cọc không phát triển, kém phát triển.
chứ không phải là nó chết liền đâu, nó rất là chậm. Và nó làm sưng cái bộ rễ, và như vậy nó làm cho con nấm Fusarium nó dễ, rất là dễ tấn công. Thì hai cái đối tượng này nó giống như nó cộng sinh với nhau. Thì đối với chúng tôi á, thực ra là chúng tôi có một cái sản phẩm của công ty Otsuka của Nhật Bản và rất là nổi tiếng trên thế giới để đặc trị về con tuyến trùng, đó là cái sản phẩm tên là Oncol 20EC. Thì sản phẩm này nó có đặc tính như thế nào? Sản phẩm này là một trong những sản phẩm mà nó có thế mạnh là nó lưu dẫn hai chiều. Khi chúng ta phun á, thì có thể chúng ta phun ở trên lá, nó có thể lưu dẫn vào bên dưới. Nó sẽ giúp cho làm, nó giúp ngăn chặn và nó hấp thu rất nhanh vào bên trong. Thì như vậy khi chúng ta phun vào đất thì nó sẽ lưu dẫn vào bên trong cái rễ và nó tiêu diệt rất nhanh con tuyến trùng này. Và nó làm cho cái hạn chế được những cái con tuyến trùng nó tấn công vào những bộ rễ non mới và nó kích thích cho cái rễ non nó ra. Thì bên cạnh đó trong cái sản phẩm này, trong cái công thức của cái sản phẩm này nó có hai cái nguyên tố đạm. Thì như vậy khi chúng ta vừa phun vừa kết hợp để trừ được cái tuyến trùng, bên cạnh đó nó có hai nguyên tố đạm này, nó giúp cho cây nó phục hồi rất là nhanh và nó xanh trở lại. Thì đó là một trong những cái ưu điểm của sản phẩm Oncol này. Thì hiện nay là chúng tôi là người phân phối sản phẩm Oncol này tại Việt Nam. Và sản phẩm này nó rất nổi tiếng của công ty Otsuka Nhật Bản và người ta bán trên toàn thế giới để trừ cho cái con tuyến trùng ở dưới đất. Dạ vâng, xin được cảm ơn Thạc sĩ Huỳnh Nguyên Thi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần trả lời những thắc mắc của bà con nông dân. Thì chúng tôi đang nhận được rất là nhiều những câu hỏi của bà con nhờ chương trình tư vấn giải đáp giúp. Và đầu tiên chúng ta cùng đến với câu hỏi của chị Xuân ở Xuân Thọ, Đà Lạt. Chị cho biết là vườn nhà có trồng hoa cúc nhưng gần đây bị chết héo rất là nhiều, từ ngọn trở xuống. Xin được tư vấn biện pháp để xử lý. Trước hết thì chúng tôi xin mời Thạc sĩ Lại Thế Hưng sẽ chia sẻ và giải đáp giúp về cái nguyên nhân gây ra tình trạng này ạ. Xin chào chị Xuân, cũng như bà con trồng hoa cúc. Thì, thời gian vừa qua thì chúng ta thấy là có một cái bệnh mới là cái bệnh đốm héo. Cái bệnh này thì chúng ta có thể phát hiện nó từ những cái vị trí mà trên thân làm cho có những cái vết nó đốm xong rồi nó bắt đầu nó chuyển sang màu đen rồi nó héo dần. Và như vậy là bệnh này cũng rất khó phòng trừ. Và chúng tôi cũng đã phân tích gửi các cái học viện nông nghiệp, gửi các cái cơ quan mà giám định về bệnh hại ở Việt Nam thì cũng đã xác định đây là một cái loại virus TSWV, gọi là virus gây đốm héo. Virus này thì nó gây hại không chỉ là trên cây hoa cúc mà rất nhiều cây trồng khác, ngay cả cây xà lách curon thì nó cũng gây hại. Một số cây khác, chẳng hạn như một vài cái cây, ngay cả cây mai đào, một số cây cũng đã bị. Thì chúng tôi thấy rằng là đây là một cái đối tượng rất là nguy cơ cho cái sản xuất của nông nghiệp của Lâm Đồng nếu chúng ta không có cái giải pháp đồng bộ để chúng ta quản lý nó. Và ngay cả trong những vườn giống thì chúng tôi cũng đã kiểm tra thấy là một số các vườn giống này, cây con là nó bị cái bệnh này. Và từ cái vườn giống nó sẽ phát sinh ra. Thì trong cái thời gian sắp tới chúng tôi cũng sẽ cùng với phòng kinh tế của thành phố Đà Lạt và các cái phòng nông nghiệp của các địa phương sẽ kiểm tra toàn bộ các cái vườn ươm nhân giống để mà hướng dẫn lại các vườn ươm làm kiểm soát được cái con virus này. Mà con virus này nó gây hại thông qua một cái tác nhân, đó là con bọ trĩ. Bọ trĩ thì hiện tại nó gây hại rất nhiều cây ở Đà Lạt. Chẳng hạn chúng ta thấy là bọ trĩ gây hại trên cây họ cà, rồi bọ trĩ gây hại trên như là ớt, rồi như cà chua, rồi như là dưa leo, rồi các loại hoa thì bọ trĩ đều gây hại các loại hoa của Đà Lạt. Và nếu mà chúng ta không quản lý cái con bọ trĩ này và bằng cái giải pháp mà là ứng dụng cái công nghệ cao, có nghĩa là nhà kính là nó phải kín, nó che chắn được côn trùng ấy, mà chúng ta thì như vậy là con bọ trĩ này nó sẽ vào và nó sẽ gây hại chúng ta rất khó phòng trừ. Bởi vì vòng đời của con bọ trĩ này có chỉ 15 đến 17 ngày thôi là nó hết một vòng đời. Một năm nó có thể 20 lứa. Như thế thì chúng ta phải quản lý nó từ khâu giống và cái khâu sản xuất của chúng ta. Thì có như vậy thì chúng ta mới có thể kiểm soát được cái virus này. Như vậy thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là để mà quản lý được cái con virus này thì đề nghị với chị Xuân trước hết là mua giống từ những cái vườn giống mà cảm thấy chị kiểm soát thấy là nó sạch bệnh. Cái đây thứ nhất, có thể là mình kiểm tra trong vườn giống họ có xem có côn trùng chích hút không và quản lý như thế nào. Thứ hai là khi chúng ta mua giống về thì chúng ta áp dụng các cái công nghệ cao để chúng ta sản xuất, ứng dụng một số cái bẫy. Hiện nay là có loại bẫy xanh
Bẫy dính màu xanh đó thì kiểm soát được cái con cua bỏ trĩ khá là tốt. Bẫy màu vàng thì kiểm soát được các con ruồi đục lá, những con côn trùng khác. Thì chúng ta đặt những cái bẫy này để chúng ta bẫy nó và để tiêu diệt nó. Ngoài ra thì chúng ta cũng thể là áp dụng các cái giải pháp sinh học. Mà tôi nghĩ là để mà quản lý cái bỏ trĩ thì trong cái chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta có nhiều cái sản phẩm sinh học. Thí dụ như các loại dầu khoáng, rồi một số các cái hoạt chất mà sinh học để mà phòng trừ một số các cái chiết xuất của các cái thực vật thì cũng có thể trừ bỏ trĩ. Mà nếu mà chúng ta sử dụng các loại thuốc đến thuốc hóa học thì chúng ta cũng lưu ý là nên lựa chọn, chị Xuân nên lựa chọn các loại thuốc thuộc nhóm độc 4. Chẳng hạn hoạt chất dinotefuran thì cũng có thể là trừ được cái con bỏ trĩ này, và một số các hoạt chất khác thì cũng đề nghị với chị là áp dụng đồng bộ các cái giải pháp, mà trong đó là kiểm soát chặt con bỏ trĩ. Và sau khi chúng ta thu gom cái tàn dư mà nó bị gây hại của virus này thì chúng ta phải đưa vào những cái hố để chúng ta tiêu hủy nó, để chúng ta làm phân, compost, hoặc là chúng ta áp dụng các cái giải pháp để mà ngăn chặn cái sự lây lan của con virus ở trong cái tàn dư thực vật. Dạ vâng, xin được cảm ơn Thạc sĩ Hưng. Và về phía công ty của chúng ta thì có cái sản phẩm nào để giúp chị Xuân có thể khắc phục được cái tình trạng hiện nay trên cây hoa cúc không ạ? Thì nó như thế này chị Xuân, thì đối với con bỏ trĩ, thực ra cái con này nó cũng không phải dễ để cho chúng ta phòng trừ. Và chúng ta cần phải luân phiên thuốc với nhau ha. Chúng ta cần phải luân phiên thuốc với nhau để nó ngăn ngừa cái tính kháng của bỏ trĩ. Thì về phía chúng tôi đó, thì chúng tôi nói về sinh học đó thì chúng tôi không có. Tuy nhiên về hóa học đó thì chúng tôi cũng có cái sản phẩm như chúng tôi trình bày hồi nãy, là chúng tôi cũng có thể có một cái sản phẩm có cái hoạt chất là benfuracap, là oncol đó. Tuy nhiên cái thời gian cách ly của nó là tương đối là nó dài, thành thử là khi mà luân phiên thì mình cũng có thể có cái giải pháp để mình chọn nó, mình luân phiên với nhau. Và cũng nói với chị lại một lần nữa là đối với con bỏ trĩ này thì tốt nhất là nên luân phiên thuốc với nhau ha, không sử dụng một loại thuốc, nó để nó ngăn ngừa cái tính kháng để giúp cho chúng ta làm sao quản lý tốt cái con này. Dạ vâng, xin được cảm ơn Thạc sĩ Huỳnh Nguyên Thi. Và tiếp theo là thắc mắc của anh Huỳnh Tấn Thọ ở Gia Lai. Anh cho biết là nhà có 1 hecta trồng rau màu bị xì mũ ở gốc rễ, và anh hỏi là có cái thuốc nào để phun cho đạt hiệu quả không ạ? Xin mời Thạc sĩ Thi sẽ tiếp tục tư vấn cho anh Thọ. Thì xin cảm ơn câu hỏi của anh Thọ. Thì như câu hỏi này á, thì chúng tôi được biết là xì mũ thì nó do cái vi khuẩn nó gây ra, được không ạ? Thì như vậy về phía chúng tôi thì chúng tôi cũng có một cái sản phẩm sinh học nữa là cái Casumin 2SL. Thì Casumin thực ra là một, đây là một sản phẩm rất là lâu đời rồi và nó rất là nổi tiếng của công ty Hoko Nhật Bản, và Arista là người phân phối tại Việt Nam ít nhất chắc tôi nghĩ là cũng phải 17 năm rồi đó. Nhưng về hiệu quả thì cho tới bây giờ thì chúng tôi không có nhận được bất cứ một cái phàn nàn nào, tức là nó vẫn còn hiệu quả. Về cách xử lý thì chúng tôi khuyên như thế này, thì anh phải xử lý liên tục. Lần thứ nhất, cách lần thứ hai từ 3 tới 5 ngày tùy theo cái triệu chứng của bệnh ha. Về liều lượng xử lý thì anh có thể pha theo liều lượng khuyến cáo trên cái nhãn. Thì đó là cái câu trả lời của chúng tôi đối với cái bệnh này. Dạ vâng, xin được cảm ơn Thạc sĩ Thi. Và tiếp theo là câu hỏi của nhà nông Nguyễn Hoàng Cẩm ở huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Số điện thoại là 0988153901. Có hỏi rằng là tiêu và cà phê là cây trồng chính ở gia đình tôi. Tôi muốn mua sản phẩm của công ty Arista thì sẽ mua ở đâu tại Gia Lai? Xin mời Thạc sĩ Huỳnh Nguyên Thi. Cảm ơn câu hỏi của anh Cẩm. Thực ra là hôm nay ở Lâm Đồng nhưng mà chúng tôi nhận được cái câu hỏi ở từ Gia Lai, tức là chúng tôi nhận được mối quan tâm từ rất lớn từ bà con nông dân. Thì như thế này, trên cây tiêu và cà phê thì chúng tôi cũng nói là cây tiêu, cà phê. Tiêu thì có cái con gì quan trọng? Cái con rệp sáp và cái con tuyến trùng, được không ạ? Cái cây cà phê thì có cái con rệp sáp và tuyến trùng. Cây tiêu thì nó có bệnh chết nhanh, chết chậm. Thì thực ra chúng tôi cũng có giải pháp chứ không phải không. Tuy nhiên chúng tôi sẽ nói trong một cái thời gian khác. Về cái câu hỏi của anh là chúng tôi muốn mua ở đâu, thì thực ra là bây giờ như thế này, để cho tiện nhất á, thì trên cái nhãn chai hoặc là trên số điện thoại công ty Arista thì chúng tôi có số là 0283 412 2466. Thì như vậy 8122466 anh có thể điện thoại vô công ty. Thì như vậy chúng tôi muốn biết là anh đang ở Gia Lai là ở chỗ nào, thì lúc đó chúng tôi sẽ giới thiệu cho anh cái đại lý gần nhất ở nhà anh để tiện cho việc anh đi mua ha, anh Cẩm ha.
Chắc có lẽ là thạc sĩ Huỳnh Nguyên Thi sẽ đọc số điện thoại lại chậm một chút. Dạ, cho số anh điện thoại của chúng tôi là 0283 8122466. Thì khi anh điện thoại vào cái số này thì trong công ty người ta sẽ trao đổi với anh để biết rằng bây giờ anh đang ở khu vực nào, và lúc đó chúng tôi sẽ tư vấn cho anh cái đại lý gần nhất ở nhà anh để tiện cho việc anh mua sản phẩm của chúng tôi. Dạ vâng, và tiếp theo thì chúng tôi xin mời thạc sĩ Thi cùng tiếp tục đến với một thắc mắc của nhà nông Hoàng Văn Duy ở Quảng Bình. Số điện thoại là 0169 580 6603. Anh Duy cũng có hỏi là thuốc của công ty Arista thì tôi muốn mua ở đâu tại Lệ Thủy, Quảng Bình. Xin mời thạc sĩ Thi. Cũng một câu hỏi rất là xa, tới Quảng Bình lận. Thì như vậy là chúng tôi cũng rất cảm ơn. Thì như thế này, chúng tôi vì thứ nhất là Quảng Bình ở Lệ Thủy, tuy nhiên là cái hệ thống của chúng tôi đó thì hiện nay là cái chi nhánh mà phân phối là nằm tại Quy Nhơn. Thì như vậy anh cho phép là chúng tôi sẽ điện thoại lại anh, trong ngày mai chúng tôi sẽ điện thoại lại anh để tư vấn cho anh là anh nên mua chỗ nào là gần nhất ở khu vực Lệ Thủy. Ha, anh Duy ha, thì trong ngày mai chúng tôi sẽ có bộ phận tư vấn, người ta sẽ điện thoại lại cái số điện thoại của anh để mà tư vấn cho anh ở Lệ Thủy mua chỗ nào là gần nhất, để cho tiện việc tiện nhất cho anh để mà khi đi mua sản phẩm của chúng tôi. Chứ hôm nay là chúng tôi không thể nói, tại vì hiện nay là cái chi nhánh mà quản lý ở Quảng Bình đó thì lại thuộc chi nhánh Quy Nhơn. Thì như vậy trong ngày mai chúng tôi sẽ liên hệ với chi nhánh Quy Nhơn, người ta sẽ điện thoại cho anh để mà trả lời cái câu hỏi này cho nó chính xác. Dạ vâng, xin được cảm ơn anh. Tiếp theo thì chúng ta đến với câu hỏi của chị Vân ở Đơn Dương. Chị hỏi rằng làm sao để hạn chế tình trạng quả cà chua bị sượng. Vâng, với câu hỏi của chị Vân thì chúng tôi xin mời ông Mai Văn Khẩn, chủ nhiệm Hợp tác xã Tân Tiến, với cái kinh nghiệm lâu năm trong sản xuất nông nghiệp của mình thì sẽ chia sẻ cùng chị Vân về cái giải pháp để khắc phục tình trạng cà chua bị sượng ạ. Vâng, chào chị Vân. Thì theo cái kinh nghiệm của cái vấn đề mà đang là canh tác cây cà chua của chúng tôi thì chúng tôi chủ yếu là trồng những cái cà gọi là cà bít, cà mà nằm trong nhà kính, chứ cái này nó ở ngoài trời là không được. Thành thử là nếu mà nằm ở trong nhà kính mà trồng cà bíp, nó rất nhiều các loại giống của Hà Lan, thứ nhất là giống của công ty Phù Sa cung cấp, hoặc là công ty như vậy là Ridwan. Thì hai cái giống này thì nó có một số giống là hữu hạn và một giống là vô hạn. Thì cái giống mà hữu hạn thì như vậy là cây phát triển nhanh và cho trái là mang tính chất là nó còn đúng ăn khoảng từ 4 tháng đến 6 tháng là hết vụ. Nhưng giống mà vô hạn thì trong đó có một cái loại giống là Volo Acid, thì cái giống này thì nó là ăn được nguyên năm, có thể là hơn năm nữa, thì nó sẽ gây ra những loại sượng trái. Thì theo kinh nghiệm của tôi là cái sượng trái đây là nó có cái do nhiều cái tính chất. Một là về sinh lý phát triển, là nó độ dài của nó dài quá, rồi cái độ dẫn cái vấn đề dinh dưỡng là nó đến là nó không cung cấp hết cái dinh dưỡng cho cái trái, thì nó đâm ra là nó bị sượng, cái trái nó chín không đồng đều. Đấy là về vấn đề là vấn đề là dinh dưỡng. Về vấn đề thứ hai là nếu mà sượng trái do vấn đề bệnh lý, như là tôi nghĩ rằng là bệnh một số cái bệnh mà lây truyền như là bệnh về virus á, là nó cũng là làm cho trái nó sượng và lá nó sần lên, thì cũng đấy là một cái biện pháp, cái giải pháp cho cái vấn đề của cái trái bị sượng. Thì riêng quan điểm của tôi thì chỉ có hai cái vấn đề là một là bệnh lý của về vấn đề dinh dưỡng, và hai là cái vấn đề về virus đó. Thì chị có gì thông cảm, tôi chỉ biết được những cái vấn đề là chia sẻ như vậy thôi. Dạ vâng, thạc sĩ Hưng có tư vấn gì thêm cho chị Vân không ạ? Chắc chị Vân cũng như bà con ở Đơn Dương chúng ta rất lo về cái sượng trái. Hiện nay là hơn một năm rồi, cái sượng trái nó vẫn gây hại cho cái sản xuất cà chua của Đơn Dương, của Đức Trọng. Chúng tôi cũng đã kiểm tra và xác định đây là cái nguyên nhân là hiện nay là có khoảng 6 cái con virus gây hại thông qua cái đối tượng bỏ phấn và một vài cái tác nhân mà cơ giới như là trong quá trình chúng ta ghép.
Chúng tôi kiểm tra cái cà chua, kể cả hạt ngọn, kể cả cái hạt gốc, và chúng tôi cũng đã kiểm tra một số cái lô giống thì cũng đã có cái virus. Đối với cái cơ quan quản lý nhà nước thì đối với Lâm Đồng thì chúng tôi cũng đã làm việc với công ty Phù Sa, rồi một số các cái doanh nghiệp mà có cái cung ứng như là Chánh Nông, như là Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam để kiểm tra lại cái virus ở trên hạt, thì cũng đã xác định là cái có một cái vấn đề chúng ta kiểm soát chưa chặt chẽ cái hạt giống. Chúng tôi cũng yêu cầu các cái doanh nghiệp này phải kiểm tra virus sau khi nhập khẩu, bởi vì cái giống Rita là hiện nay là nhập khẩu từ Thái Lan, thì chúng tôi yêu cầu ngoại trừ Thái Lan thì họ cung ứng là các cái kết quả kiểm tra, nhưng mà về chúng tôi yêu cầu công ty Busa phải kiểm tra. Thứ hai nữa là cái giống mà gốc ấy, hiện nay là sản xuất ở trong nước và cũng là nhập khẩu, nhưng mà hiện nay là chúng tôi đã kiểm tra và yêu cầu là phải kiểm tra virus khi mà đưa lên cái hệ thống đại lý ở trên này để phân phối. Vì cái một số các cái giống như là Vimina hiện nay thì Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam không sản xuất nữa, và do một số cái cá nhân ở trong viện họ sản xuất, và họ cũng lấy cái tên Vimina đưa vào Lâm Đồng. Thứ hai là cái Hawaii là cái hạt gốc thì cũng nhập từ nước ngoài. Thì hiện nay chúng tôi đã làm việc, sáng nay chúng tôi làm việc với công ty Phù Sa là yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ, và chúng tôi cũng sẽ kiểm tra cái này để bảo đảm rằng cái hạt giống của chúng ta không có virus. Cái thứ hai nữa là trong sản xuất của chúng ta hiện nay, các vườn giống chúng tôi cũng đang xây dựng một số cái mô hình các vườn giống, và chúng tôi kiểm tra những vườn giống nào khi sạch bệnh thì chúng tôi cũng đã công nhận cái lô giống đó, và chúng tôi thông tin cho bà con nông dân là những cái vườn giống đó, cái lô giống nó sạch bệnh ở virus để bà con có thể mua. Thì sắp tới cũng sẽ kiểm soát cái việc này và cũng sẽ thông tin rộng rãi vấn đề này. Với những cái vườn ươm khác là chưa được kiểm tra thì chúng ta cũng chưa chắc là họ sạch bệnh, và như vậy chúng ta cần phải cân nhắc. Đối với trong sản xuất thì khi chúng ta phát hiện cái cà chua chúng ta bị sưng, bị sượng, chắc chắn là nó bị sưng rễ, nó bị virus. Với đây là những cái đề tài đã được nghiên cứu từ rất lâu rồi. Thì virus thì nó gây hại, nó làm son lá, và như vậy chúng ta phải có các cái giải pháp để chúng ta quản lý nó, và cũng mong rằng chị Xuân chúng ta cũng sẽ kiểm soát đó bằng các cái giải pháp tổng hợp để chúng ta quản lý được cái virus và do cái nguyên nhân của bỏ phấn gây hại. Dạ vâng, xin được cảm ơn thạc sĩ Lại Thế Hưng. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với thắc mắc của nhà nông Nguyễn Thị Khánh ở Đơn Dương. Câu hỏi là sản phẩm Biobac khi phun vào đất thì diệt được những cái loại nấm gì trong đất? Ngoài ra thì Biobac có những cái công dụng gì với đất, và xử lý nhiều lần thì có làm cho đất bị chai hay không? Xin mời thạc sĩ Thi. Xin cảm ơn câu hỏi của chị. Thì như thế này, chúng tôi muốn trình bày cho kỹ về cái sản phẩm Biobac này. Thì đối với Biobac khi chúng ta phun vào đất, nó diệt được những loại nấm nào? Thứ nhất là chúng tôi nói là về Fusarium. Fusarium thì nó gây ra cái gì? Nó gây ra cái héo xanh, đúng không ạ? Cái héo xanh trên hoa cúc, cái héo vàng trên hoa cúc, héo xanh trên ớt, trên dưa leo, trên cà chua, là cái những cái bệnh mà rất nghiêm trọng. Cái thứ hai là cái nấm nó gây sưng rễ trên bắp cải. Hiện nay cái sưng rễ trên bắp cải là do vi khuẩn. Thì như vậy đối với cái Biobac này, nó có thể diệt được vừa nấm và vừa những cái vi khuẩn nằm trong đất. Bên cạnh đó thì khi phun Biobac vào trong đất, nó giúp cho cái gì? Thứ nhất, cải tạo được cái đất. Cái thứ hai, nó cải tạo được cái những cái phân hữu cơ, nó phân giải được những phân hữu cơ, nó giúp cho đất tươi, xốp, và nó làm cho cái bộ rễ nó phát triển mạnh và tăng sức đề kháng. Thì cái này đã được chứng, cái này thực ra là chúng tôi đã bán sản phẩm này đã được 2 năm trời ở tại Lâm Đồng này rồi. Và trên cái cây mà như cây bắp cải này, trên cái cây hoa cúc này, thì chúng tôi thấy rất rõ. Đối với cây hoa cúc á, khi phun vào á, thì chúng tôi khuyến cáo, thứ nhất là chúng ta đối với cái thuốc này thì xử lý lúc nào? Là chúng ta phải xử lý phòng. Có thể chúng ta trộn vào đất, trộn vào phân để chúng ta rải lót, vón lót lên lần đầu tiên. Lần thứ hai, 7-10 ngày sau khi chúng ta ra cây. Và cứ như vậy chúng ta phun trong vòng từ 3-4 lần liên tiếp cách nhau 7-10 ngày, thì nó sẽ hạn chế rất nhiều về cái nấm gây cái bệnh héo vàng trên cây hoa cúc. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó làm cho bộ rễ phát triển rất là mạnh. Và cái thứ ba là nó giúp cho cái tỷ lệ cây nó phát triển rất là đồng đều. Và có một câu hỏi cuối cùng của chị là xử lý nhiều lần có sao không? Thực ra nó không sao gì hết. Nó cũng không nóng gì hết, chỉ có nóng túi thôi. Nói cho vui vậy thôi, chứ khi mà xử lý càng nhiều trong đất thì nó giúp cho cái đất của chúng ta càng tươi xốp và bộ rễ phát triển càng mạnh và cây nó càng đồng đều, thì như vậy năng suất của chúng ta sẽ cao.
Dạ vâng, xin mời Thạc sĩ Huỳnh Nguyên Thi tiếp tục đến với hai thắc mắc sau đây của bà con nông dân có chung một mối quan tâm, đó là về hoa đồng tiền. Anh Thanh Bạch ở Trạm Hành, số điện thoại 0982589049, cho biết là nhà anh trồng hoa đồng tiền mùa này bị nấm cánh bông bỏ trĩ, sâu vẽ bùa rất là nhiều. Anh muốn biết là Thạc sĩ Thi sẽ tư vấn cho một vài loại thuốc bảo vệ thực vật để có thể trừ những đối tượng dịch hại trên. Và câu hỏi của chị Phạm Thị Minh Phương ở Vạn Thành, Đà Lạt, số điện thoại 0987874262, chị cho biết là tôi muốn mua sản phẩm của công ty Arista để chăm sóc cho vườn hoa đồng tiền thì có được không, và mua cái sản phẩm này ở đâu? Trước hết là câu hỏi của anh Bạch, nhà anh có trồng hoa đồng tiền và nó bị nấm cánh bông bỏ trĩ và sâu vẽ bùa rất nhiều. Cái thứ nhất là bây giờ chúng tôi muốn nhờ anh Hưng một tí xíu tư vấn chúng tôi là nấm cánh bông á, thì giúp cho chúng tôi là phân biệt đây là nấm, nó thuộc loại nấm gì. Thì lúc đó chúng tôi sẽ nói về sản phẩm cho nó kỹ hơn ạ, được không ạ? Vâng, thì cái nấm mà gây hại trên hoa đồng tiền thì cũng có rất là nhiều cái loại nấm. Trong đó nó là một cái loại Cumbaria. Thì đây là một cái loại là nấm mà gây hại chủ yếu khi bắt đầu là nó đâm nụ. Và như vậy là nó gây hại kể cả trên cái cuống hoa và trên cái cánh hoa. Thì phát hiện sớm thì chúng ta có thể là áp dụng các cái giải pháp mà phân bón cho nó cân đối, thì chúng ta cũng có thể là hạn chế được cái nấm này. Thứ hai nữa là vấn đề ẩm độ. Chúng ta quản lý cái vườn của chúng ta là canh tác nó ẩm độ thì chúng ta sẽ quản lý được cái này. Thì không biết là bên công ty Arista có sản phẩm nào để phòng trừ cái hoa đồng tiền không? Thực ra hoa đồng tiền này chưa có cái sản phẩm thuốc nào trong danh mục đăng ký cả, và nông dân sẽ phải tự sử dụng các loại sản phẩm khác. Thì cũng xin cảm ơn câu hỏi của anh Hưng. Thì vấn đề thứ nhất là giống như anh Hưng nói là trên cái hoa đồng tiền hiện nay là không có nhiều loại thuốc khuyến cáo trên hoa đồng tiền. Lý do tại sao? Thực ra là vì cái diện tích hoa đồng tiền nó nhỏ quá, nó không có đủ lớn để mà một cái công ty người ta có thể người ta xem xét cho cái việc đăng ký. Tuy nhiên trong tương lai nếu như mà cái diện tích này nó tăng lên thì có thể là sẽ có nhiều cái sản phẩm nó phù hợp với cái này. Thì về phía chúng tôi, thực ra chúng tôi có hai sản phẩm mà thuộc nhóm độc ít độc, là nhóm độc 4 đó, là được khuyến cáo trên rau hoa quả. Thì thứ nhất là một cái nhóm thuốc trừ phòng, là cái nhóm cái gốc chlorothalonil, chúng tôi có tên là Agri Green SC, tức là dạng nước hoặc là dạng bột ha. Thì thuốc này là một thuốc phòng bệnh phổ rộng thuộc nhóm 4 được khuyến cáo. Cái thứ hai là thuốc đặc trị, thì chúng tôi có một cái sản phẩm là Manage. Chúng tôi đọc cái tên bà con nông dân cho dễ hiểu là Manage, là Manet. Đây là một cái sản phẩm của công ty Hokko Nhật Bản, là sản phẩm của người sáng chế ra Kasumin đó. Thì đối với cái sản phẩm này, cái hoạt chất nó là imipenconazole, nó rất mạnh trên những cái nấm đặc trị như là tháng thư, phấn trắng, hoặc là những cái nấm rất là chuyên biệt. Thì đối với cái sản phẩm này nó rất là mạnh. Thì khi đối với ruộng của chị, nếu như bị cái này thì chị có thể, khi đã bị thì chị có thể sử dụng cái thuốc để trị. Còn trong trường hợp mà điều kiện thời tiết bất lợi mà nấm này dễ tấn công thì chị có thể sử dụng cái Agri Green để chúng ta phòng. Thì đó là câu hỏi thứ nhất, xin lỗi là anh Bạch. Câu hỏi thứ hai là nói về bỏ trĩ và sâu vẽ bùa. Thì như vậy có cái sản phẩm này không? Thì thực ra chúng tôi có một sản phẩm mà tại Nhật người ta sử dụng rất nhiều cho cái con bỏ trĩ, là cái sản phẩm mà chúng tôi nói Oncol mà trừ tuyến trùng đó. Thì tại Nhật thì người ta lại sử dụng cái này trên bỏ trĩ rất mạnh. Và chúng ta có thể xử lý cái này. Ngoài cái việc xử lý trên con bỏ trĩ thì Oncol vẫn có thể khuyến cáo để trừ cái con sâu vẽ bùa rất là tốt. Thì đó là cái câu trả lời cho anh Bạch. Còn câu hỏi của chị Phạm Thị Minh Phương, thì tôi muốn mua sản phẩm công ty để chăm sóc cho hoa đồng tiền. Thì như cái sản phẩm trên hoa đồng tiền thì chúng tôi nói như nãy là cũng cùng câu hỏi với anh Bạch là sâu hại và nấm. Thì chúng tôi về nấm thì chúng tôi có hai sản phẩm là Agri Green và Manet. Về sâu hại thì chúng tôi có cái Oncol. Về mua ở đâu thì có thể trong vòng sáng ngày mai chúng tôi sẽ điện thoại trực tiếp cho chị để chúng tôi tư vấn là chị mua ở đâu là gần nhất. Tại vì trên Đà Lạt là chúng tôi rất nhiều đại lý cấp 2 chủ lực của chúng tôi ở đây. Thì thành thử chị yên tâm, trong vòng sáng ngày mai chúng tôi sẽ điện thoại theo số điện thoại trên cái tờ giấy này để mà tư vấn cho chị.
Dạ vâng, xin được cảm ơn phần tư vấn vừa rồi của các vị diễn giả. Bà con nông dân và các bạn thân mến, do thời lượng của chương trình có hạn nên phần tư vấn trực tiếp cho bà con nông dân chúng tôi xin được phép dừng lại tại đây. Và với những câu hỏi chưa được trả lời thì bộ phận tư vấn trực tiếp của công ty Arista sẽ gọi điện thoại và tư vấn trực tiếp cho bà con. Và chúng tôi cũng đã nhận được rất là nhiều những câu hỏi của bà con nông dân trong và ngoài tỉnh, và hy vọng là trong thời lượng phát sóng của chương trình thì chúng tôi đã phần nào giải đáp được những thắc mắc của bà con nông dân và các bạn, để giúp chúng ta có thể phòng trừ, chăm sóc cây trồng thật là hiệu quả, giúp tăng năng suất sản lượng của nông sản và đáp ứng cho thị trường mùa Tết với một vụ mùa thật bội thu cho bà con nông dân. Bà con nông dân và các bạn thân mến, chương trình tư vấn nông nghiệp trực tiếp với chủ đề giải pháp sinh học cho rau hoa mùa Tết năm 2018 xin được dừng lại tại đây. Chúng tôi xin được cảm ơn bà con nông dân gần xa đã quan tâm, theo dõi và đặt câu hỏi với chương trình. Xin được cảm ơn các vị khách mời đã cùng chúng tôi thực hiện chương trình này. Và đặc biệt xin được cảm ơn công ty Arista Life Việt Nam đã cùng phối hợp với Đài Phát Thanh Truyền Lâm Đồng thực hiện chương trình. Xin được thân ái chào bà con và các bạn. Hẹn gặp lại bà con và các bạn trong các chương trình sau.